Mình hái ở đây đi. Đó. Mình đi xem ở kia xem có quả không. Có thì hái cho mọi người. Đây quả này. Vào pha một kia. Thank you.
tí về thôi. Vâng. Nào. Đây. Cái này là gì nữa? 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 Cái đầy no, mỗi người thích một kiểu. Binh nhặt mấy quả này vào ấy đi. Bao nhiêu tiền đấy? 15.000. Đâu vậy? Ngon, mẹ. Đi ra.
Được rồi. Mình đi quay cái quạt ra đây đi. Đừng lại cho bà có lấy mặt cái lên. Bà không hàng mà kiểu. Nó giống như kiểu. Mềm lắm đấy. Ừ. Cái này á? Ừ. Tôi muốn cái mềm. Đây là cái sợi này. Ừ. Sao nước sao cô thằng Binh. Nhìn anh ấy là nhiều anh đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để đây, đi ăn. Hai miếng. Mồm nó cứ cứng lại, tay thì nó cứ lấy mấy cái bụi này cắt đi. Có lên đủ cơ đâu hả? Có lên đủ cơ đâu? Có lấy hết. Thank you.